Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm món khoai tây chiên nhé. Khoai tây chiên có hai hình loại khác nhau. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ phải làm hai bát nước muối để ngâm khoai tây. Một là snack khoai tây và hai là khoai tây chiên như bình thường. Sau đây chúng mình cùng làm. Sau khi mình rửa xong thì hai rổ khoai tây mình vừa gọt vừa nãy đã rất trắng và sạch rồi. Sau đây chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Bây giờ chúng ta cho khoai tây lên bếp để luộc. Sau khi sôi là khoảng 5 phút rồi vớt ra. Khi khoai tây đã sôi được 5 phút thì chúng ta vớt ra rổ. Lưu ý là không nên luộc nát quá nha. Hết rồi. Và giờ thì chúng ta sẽ luộc cái khoai tây snack này. Khoai tây snack này vừa sôi rồi, tôi tắt bếp và vớt ra luôn, không thì sẽ sợ bị nát. Không luộc lâu như khoai tây hình quân chì nhé. Khoai tây này nó rất mỏng, nhanh chín. Thế là xong mẻ khoai tây luộc rồi và bây giờ chúng ta đem lên chiên thôi. Thank you.
Vậy là đã xong mẻ khoai tây chiên lần cuối cùng rồi. Này cũng lại rất ngon này các bạn ạ. Để mình thử xem nào. Rất là giòn. Cái này chấm với tương ớt thì thật là tuyệt. Nhưng mà để muốn ngon hơn thì mình sẽ làm thêm một công đoạn nữa nha các bạn nha. Và rồi chúng mình cũng thưởng thức thôi. Măm măm.